sang đổ vợ. Vậy thì tại sao lúc khó khăn vợ chồng cùng đồng lòng, nhưng khi giàu lên rồi thì lại đơn giản vì chúng ta không hợp nhau? Thì theo chuyên gia thì chuyên gia nhận định gì về cái việc mà cứ lúc khó khăn thì chồng vợ có nhau nhưng khi giàu lên thì lại không hợp nhau? Đấy chỉ là một trong những cái lý do thôi. Chúng ta phải biết rằng là những cái thứ mà làm cho cuộc sống của chúng ta bất hạnh gồm có 3 thứ thôi ạ. Dạ. Thứ nhất là tham. Dạ. Thứ hai là sân, thứ ba là si. Ta vẫn nói là tham sân si ạ. Tham là có một là muốn có hai. Vợ có rồi nhưng thích một cô nữa. Ông chồng lương làm 3 tháng 30 triệu nhưng mà thích đại gia nữa cơ, ví dụ như vậy. Mình đã có được cái này rồi nhưng mình lại mong muốn cái khác, mà ta vẫn nói là con người lòng tham nó vô đáy. Khi ta đói thì ta chỉ mong muốn là có cơm no. Khi có cơm no thì để muốn ăn ngon. Ăn ngon rồi thì để muốn ăn cơm mà phải rắc bột vàng vào. Tức là cái nhu cầu con người nó không có điểm dừng. Dạ. Cho nên mỗi con người để có hạnh phúc, người ta lại vẫn cứ phải nhắc nhau rằng là hãy biết điểm dừng. Dạ. Chứ còn nếu cứ chạy đua theo cái lòng tham của chúng ta thì chúng ta sẽ không bao giờ hạnh phúc cả. Vâng. Một nghìn tỷ là nhiều, nhưng mà sẽ là ít so với cái ông mà 10.000 tỷ. Nhiều nghìn tỷ đúng không ạ? Đúng rồi. Khi mà ông ấy đạt nhiều nghìn tỷ rồi, ông bảo trời ơi, ông kia ông còn mấy trăm nghìn tỷ. Thế rồi cứ như thế thì sẽ rất là khó khăn. Cho nên hạnh phúc chính là biết điểm dừng. Dạ. Còn nếu mà cứ nhìn sang mấy cái ông mà trời ơi, đã có vợ rồi mà gái theo nhiều thế, mình thiệt thòi thế, mình biết mỗi bà vợ chẳng hạn, và mình thấy mình thua thiệt, mình đau khổ, thì nếu mình quay xuống, nhiều người bằng tuổi mình bây giờ còn đang rất là vật lộn, thậm chí còn đang bươn trải, thậm chí có anh đang vướng vòng lao lý, có anh thì lại còn đang sống trong cảnh ly hôn, ly thân với vợ, thậm chí có anh nhặt nhạnh được đồng nào lại còn hàng tuần lại vợ chồng đưa nhau đi thăm nuôi con ở trong trại cai nghiện. Vậy thì mình phải thấy rằng mình như thế là mình là hạnh phúc hơn người khác. Cho nên là nhắc mọi người một câu nữa này. Dạ. Cố gắng phấn đấu nhưng trông lên rồi thì phải trông xuống. Và đừng quên một câu tự nhủ lòng mình rằng biết đủ là đủ, chứ cứ đợi đủ thì đến bao giờ, bởi vì con người lòng tham vô đáy.